chương một phá phong bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com một chương một phá phong lại phải cho ta nói cái gì cố sự là câu chuyện ngươi lật tay có thể diệt một vương triều vẫn là sự tích luyện khí đốt biển đại hồ tử cùng liễu tàng dương chào hỏi ba năm trước đây cái này tên là liễu tàng dương quái nhân xuất hiện lúc loại kia thần tiên phong thái quả thực hù dọa một bọn người nhưng khi hắn mới mở miệng liền làm cho tất cả mọi người đều đem hắn làm một cái khoác lác người điên làm lấy điên cùng mộng đẹp cái gì hô phong hoáng vũ cái gì di sơn đảo hải cố sự nói đến quả nhiên là đặc sắc nhưng là yếu nhất hầu tử một bàn tay liền có thể lật đổ hắn cũng không gặp này hô phong hoáng vũ bản sự nếu không phải hắn lại đột nhiên biến mất ảo thuật sợ là tất cả mọi người sẽ lên trước khi nhục hắn một phen còn muốn xa tin đâu đừng nằm mơ ta nghe ngóng như thế một khối nhỏ Đại hồ tử bóp lấy ngón trỏ phía trước nhất một đoạn, có thể đổi 100 đầu lạc đà, 100 đầu lạc đà a, ta phải có như thế một khối sa tinh, có thể thành lập một cái đại đà đội, không tới 3 năm, ta có thể mua xuống hơn phân nửa sa trấn. Liễu Tàng Dương nhìn lấy đại hồ tử, mỗi chữ mỗi câu nói nói, nếu như ngươi tiền cho ta đến sa tinh, ngần ấy, ta để ngươi trong 3 năm trở thành sa quốc giàu có nhất người, đồng thời giao cho ngươi trăm năm thọ mệnh. Được, ngươi bộ này từ chớ cùng ta dùng, Ngươi cùng ta hứa hẹn, ta cũng không có cách, sa tinh quá quý giá, ta căn bản không có năng lực thu hoạch được loại kia bảo vật, nếu như ta có một chi đại đà đội tự nhiên có thể đem sa tinh cho ngươi, cũng không ủng công chúng ta quen biết một trận. Ba năm, bào thương nhân đều nhìn ra liễu tàn dương đối sa tinh khao khát, nhưng là không có người sẽ dùng sa tinh đến trao đổi một câu hứa hẹn. Sa tinh theo liễu tàn dương là cơ bản nhất luyện khí tài liêu, thế nhưng là trong mắt bọn hắn lại là trọng bảo cho dù liễu tàng dương miệng phun liên hoa bọn họ cũng không đồng ý dùng để trao đổi thương đội người đều đem liễu tàng dương xem như một cái khoác lác người điên liễu tàng dương nói chỉ phải cho ta một khối sa tinh ta để sa mạc biến lục châu thuyết pháp này bị mọi người xem như trò cười lưu truyền thật lâu đây là một loại con voi đối mặt con kiến bất đắc dĩ vô luận con voi nói với con kiến cái gì bọn này con kiến đều sẽ khịt mũi coi thường cho rằng con voi tại cùng bọn hắn biên cố sự ai có thể tưởng tượng hắn là một cái bị phong ấn ba ngàn năm nguyên anh tu sĩ loại kia một tay che trời phiên vân phúc vũ tiên nhân ai liễu tàn dương thở dài nếu hắn ném công pháp của mình vào trong tu chân giới tu vi kim đang sẽ tranh giành ngươi sống ta chết mình hứa hẹn đủ sức che chở một môn phái tu tiên chính mình tùy tiện phân phó một câu sẽ có vô số tu sĩ tranh giành nhau đi làm nhằm chiếm được hắn ưu ái thu làm đệ tử lúc đến hôm nay những này trọng bảo sức hấp dẫn lại không bằng một đầu lạc đà chính mình viết xuống đan phương cũng bị bọn họ khịt mũi coi thường không biết ném ở nơi nào nếu như những đan phương đó bị tu tiên giả nhìn thấy nhất định sẽ không kịp chờ đợi đến đừng nói là sa tin cũng là vợ con bọn họ hội không chút do dự giao ra thế nhưng là người nào để đối mặt mình lấy một đám ngu xuẩn vô tri phạm nhân chính mình lời nói theo bọn hắn nghĩ cũng là nói mơ giữa ban ngày thúc thúc ngươi làm sao thanh thúy như như chuông bạc âm thanh vang lên liễu tàn dương cúi đầu trước mặt đúng là một cái từ con nít tiểu nữ hài cũng liền có sáu bảy năm tuổi làm sao thương đội còn có loại này nữ oa nghĩ đến một số chuyện thương tâm a à? có chuyện gì liền nói với nguyệt yêu ta có thể giúp ngươi ngươi còn nhỏ sẽ không hiểu liễu tàn dương sờ lấy thiếu nữ cái trán, đuôi lông mày hơi nhíu lập tức khôi phục bình thường cô bé này đúng là tiên thiên linh thể bực này thể chất rất lợi hại hiếm thấy, liễu tàng dương mấy cái người đệ tử cũng không có như thế thiên tư. Liễu tàng dương phát hiện tiểu nữ hài tu luyện một bộ rất kém cõi công pháp, cùng nàng tiên thiên linh thể tương khắc, dạng này tu luyện, chỉ sợ luyện khí kỳ đều không qua được. Ta thật có thể giúp ngươi, ta sau này sẽ là tiên nhân, có thể bay. Liễu tàng dương cười, tiểu nữ hài cất tu tiên mộng, nhưng lại không biết con đường này đem dị thường gặp gền, ngươi quá nhỏ, sẽ không hiểu ta gian nan nguyệt tiểu thư hắn muốn một khối sa tinh ai đại hồ tử nói một tiếng sa tinh a ta đi hỏi một chút sư phụ tiểu nữ hài chạy trước biến mất tại liễu tàn dương tầm mắt trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu lại càng không có người tại không có thù lao tình huống dưới nghĩa vụ giúp ngươi đây là liễu tàn dương mấy ngàn năm lịch duyệt dưới tổng kết kinh nghiệm không lớn thời gian tiểu nữ hài một mặt thất lạc đi tới cúi đầu có lỗi với a sư phụ nói sa tin quá quý giá sư phụ không chịu tặng cho ngươi ta cầu nạn cũng không dễ làm nó đối ngươi thật rất trọng yếu a à. liễu tàn dương nhìn lấy tên là nguyệt yêu tiểu nữ hài lắc đầu nhưng là thông tuệ tiểu nữ hài lập tức biết liễu tàn dương ý tưởng chân thật sa tin đối liễu tàn dương tới nói mang ý nghĩa tự do mang ý nghĩa thoát khốn mang ý nghĩa ba ngàn năm gặp trắc trở kết thúc bất quá sư phụ đáp ứng ta chỉ cần ta rất lợi hại nỗ lực tu tiên Sư phụ liền cho ta một khối sa tinh, chỉ cần ta thu hoạch được nó, nhất định cho ngươi đưa tới, ta biết nó đối ngươi nhất định rất trọng yếu, nhìn thấy ánh mắt ngươi, ta liền biết, nó đối với ngươi mà nói nhất định phi thường trọng yếu. Ngươi muốn đạt được cái gì, tỉ như có nguyện vọng gì? Liễu tàn dương quyết định, nếu như tiểu nữ hài này có thể giúp mình tìm đến sa tinh, vô luận yêu cầu gì, đều đáp ứng nàng. Nguyệt yêu cười, loại kia cười rất lợi hại ngay thơ đại nhân các ngươi vì cái gì đều như thế công danh lợi lộc, chẳng lẽ trợ giúp một người nhất định phải tác lấy vật gì sao? Nghe Nguyệt yêu lời nói, liễu tàn dương thế giới có chút ấm áp, chính mình đường đường nguyên anh tu sĩ lại đạt được một phàm nhân tiểu nữ hài quan tâm. Đã từng chuyện cũ từng màn xuất hiện, sư huynh đệ vì lấy sư phụ niềm vui tranh tiên nịnh nọt, ông lòng ham muốn công danh lợi lộc kết giao đạo hữu, trợ giúp người khác thế tất tác thủ thứ gì tu tiên giả lòng ham muốn công danh lợi lộc đại biểu lãnh khốc, đại biểu vô tình, đại biểu đoạn tuyệt thất tình lục dục. Trợ giúp một người xa là thật không cần cân nhắc công danh lợi lộc a. À? Liễu Tàng Dương Lâm vào suy nghĩ. Chờ lấy ta u, ba năm sau, ta nhất định sẽ mang cho ngươi đến một khối sa tinh, bởi vì khi đó sư phụ mới có thể cho ta thả cái tiểu giả để cho ta về nhà. Ngươi không sợ ta là lừa ngươi. Liễu Tàng Dương nhìn lấy Nguyệt Yêu, hắn ý đồ tòng nguyệt yêu trong ánh mắt tìm kiếm được nàng chánh thức ý nghĩ loại kia phù hợp hắn suy nghĩ công danh lợi lộc cùng nguyện vọng sẽ không bởi vì bọn hắn nói ngươi ở nơi này ba năm chỉ cầu một khối sa tinh nào có tên lừa đảo lại ở một chỗ cùng rất nhiều người nói một dạng lời nói ngươi khẳng định có chính mình nỗi khổ tâm nếu như ngươi có thể tính toán phong sa nhỏ các ngươi cũng nên xuất phát hắn vốn là muốn nói nếu như ngươi cho ta một khối sa tinh ta hồi hồi báo ngươi càng thật tốt hơn chỗ thậm chí có thể hiệp trợ ngươi đi thẳng đến nguyên anh cảnh giới nhưng nhìn nguyệt yêu thuần khiết vô hạ ánh mắt hắn những lời này bị sinh sinh bóp chặt hắn tòng nguyệt yêu nhãn con ngươi nhìn thấy tính trẻ con nhìn thấy tu tiên giả chỗ không có được ngây thơ chờ ta u. nguyệt yêu đi theo thương đội rời đi lục lạc âm thanh keng keng mà vang lên lấy đi xa đây là một thiếu nữ tất tu tiên mộng mang theo thiện lương tâm rời nhà tiến về tu tiên môn phái tu hành cố sự cảnh tượng này tại liễu tàng dương mấy ngàn năm lịch duyệt bên trong xuất hiện qua vô số lần nhưng mà thiếu nữ này lại cho liễu tàng dương mang đến không giống nhau cảm giác như cam tuyền tràn vào nội tâm trong phong ấn liễu tàng dương một mực trở về chỗ nguyệt yêu lời nói nàng là mình mấy ngàn năm qua gặp được một cái duy nhất mặt đối với mình không có tạp niệm người nguyệt yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ thu vào đầu óc hắn nàng lời nói một lần một lần xuất hiện liễu tàn dương bên tai. Nguyệt yêu xúc động hắn, mấy ngàn năm trí nhớ hiện lên, tu tiên là một đầu tràn ngập giết hại, tràn ngập lục đục với nhau không đường về, tinh khiết sẽ bị nước buồn làm bẩn, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Nhưng mà Nguyệt yêu lại tại liễu tàn dương tâm, này phiến không có ấm áp, khắp nơi tràn ngập công danh lợi lộc trong hồi ức trót vào tinh thần phấn chấn, cùng một loại tính tình. Thiện lương Mỗi khi hướng mặt trời mọc, Liên sẽ thấy một thân ảnh đứng sừng sững ở tàn dương sơn dưới, nhìn chăm chú đông phương, ngày rơi xuống, cái thân ảnh kia vẫn như cũ đứng tại này, ánh mắt thủy chung nhìn về phía nữ hài rời đi phương hướng. Đêm tối hoàn toàn buông xuống, hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú, chờ đợi tại tàn dương sơn đỉnh phong, hắn chờ đợi một cái hứa hẹn, một cái bảy tuổi thiếu nữ hứa hẹn. Đấu chuyển tinh di, đông phương lộ ra trặng mây đỏ, đem hắn khuôn mặt chiếu đỏ thương đội nhóm rốt cuộc nghe không được cái kia thần bí quái nhân nói khoác hắn luôn luôn đứng ở nơi đó như là tượng đất pho tượng nhìn ra xa ánh mắt cuối cùng ngày qua ngày thương đội lạc đà đổi một đợt lại một đợt không có đổi là tàn dương sơn cùng đứng sừng sững ở đó thân ảnh ba năm qua đi hắn vẫn như cũ chờ đợi tại này chờ đợi trứ danh vì nguyệt yêu tiểu nữ hài hơn một ngàn cái ngày đêm canh gác liễu tàn dương chờ tâm thuộc về nguyệt yêu mấy ngàn năm tu hành đã đem tâm hắn phong bế, như núi đá đồng dạng ngoan cố không thay đổi, tàn khốc tu tiên lộ đã để hắn xảo trá mà tuyệt tình. Này chua sót nhớ lại lần nữa hiện lên ở não hải. Khi đó, chính mình vẫn là nguyên anh sơ kỳ, cùng vân cư tự tranh đoạt có thể đề bạc một cái đại cảnh giới thiên địa tiên linh, đánh giết vân cư tự đông đảo cạnh tranh giả, thành công chiếm lấy thiên địa tiên linh, đem làm thuốc nuốt, cảnh giới đề bạc đến nguyên anh trung kỳ vững chắc xuống, nhưng cũng bị vân cư tự ghi hận, bị lọt vào tám tên nguyên anh cao thủ vây công, đến mức bị phong ấn ba ngàn năm lâu. Phong ấn ba ngàn năm để hắn tràn nạp hận, loại kia thương sinh phai mờ hận, hận vân cư tự, hận tu tiên lộ tàn khốc, hận, 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 nhất triều thoát khốn, hóa thân thành ma, tuyết tẩy thiên hạ. Thẳng đến nàng xuất hiện, loại kia không cầu hồi báo thiên thật thiện lương để hắn băng lạnh mấy ngàn năm tâm trong nháy mắt hòa tan. Hắn lựa chọn thủ hộ lấy này phiến ấm áp một mực chờ đợi. Mấy ngàn năm qua, vô luận là bạn tốt, vẫn là những đệ tử kia, không ai tới qua, liễu tàn dương đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh, nhưng mà một cô gái hứa hẹn, đổi hắn trở về ấm áp. Đại mạc trung dạ chiều muộn phá lệ thanh lãnh tịch mịch, liễu tàn dương đứng ở nơi đó, giống như ba năm trước đây, Nguyệt yêu lấy lạc đà rời đi, lục lạc âm thanh như trước đang bên tai quanh quẩn. Nguyệt yêu Cô bé kia dung mạo đã thật sâu điêu khắc ở hắn tâm linh bên trên, nàng hòa tan liễu tàn dương đóng băng tâm linh. Đây là một loại khác cảm động, mấy ngàn năm chưa bao giờ có được, có lẽ loại này cảm động chỉ tồn tại ở phàm nhân ở giữa. Đêm tối từ từ, cô độc cuốn quanh lấy liễu tàn dương, nhưng mà cho dù đêm lại hắt cũng che không được trong lòng một mạng kia ánh sáng. Rốt cục, đêm tối bị tân nhật xé rách, vạn đạo quang mang lần nữa bao phủ khắp nơi. Đã lâu còng tiếng chuông vang lên, kèn lan lan, kèn lan lan địa tiếng lên. Liễu Tàng Dương nhìn chăm chú cái kia đà đội, lạc đà một bước một cái dấu chân đi lại, trên cổ nồng đầm mọc lông che khuất gần nửa đoạn thân thể, một cái sắc lục lạc treo ở này, vang lên không ngừng. Thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện tại Liễu Tàng Dương tầm mắt, nàng y phục lộ ra củ nát, nàng nụ cười vẫn như củ ngọt ngào, thoát ly đà đội, nàng hướng về Tàng Dương Sơn đi tới. Liễu Tàng Dương trong lòng này bôi quan màng giống như hút nhật dân lên, đem tâm hắc ám hoàn toàn loại trừ. Hắn còn ở nơi đó, dường như Nguyệt Yêu rời đi trong ba năm hắn chưa bao giờ xê dịch qua. Nguyệt Yêu hướng về Liễu Tàng Dương đi tới, cùng ba năm trước đây rời đi thân ảnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trong tay nàng nắm chặt nắm đấm lớn một khối sa tinh, chậm rãi nâng lên. Cái này nhân gian trọng bảo cứ như vậy đưa tới Liễu Tàng Dương trước mặt. Người so ta càng cần hơn nó, cho ngươi đi. Liễu Tàng Dương nhìn lấy Nguyệt Yêu, ba năm, nàng cao lớn hơn một chút, đã từng bút bê một dạng gương mặt gầy gò. Ngươi hẳn phải biết nó giá trị. cầm đi, ta đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Liễu Tàng Dương đưa tay tiếp nhận khối kia bị che đến ấm áp sa tinh. Nguyệt Yêu xoay người, nàng thân ảnh dưới ánh Triều Dương hết sức yếu đuối, nàng cất bước hướng đi đà đội, thân ảnh dần dần thu nhỏ liễu tàn dương viên kia nhất tâm cầu tiên tâm, nhét vào một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Uy! Người muốn tu tiên sao? Liễu tàn dương hướng về phía hướng triều dương đi đến nữ hài hô to. Hắn siết chặt sa tinh, hắn thế giới hoàn toàn bị ấm áp bao phủ, đóng băng tâm linh đã bị nguyệt yêu đánh vỡ, trong lòng của hắn chỉ còn lại có cứu mình thoát khốn thiếu nữ, là nàng cứu mình, là nàng để cho mình trùng hoạch tự do. Ngay hôm đó lên, vô luận nàng vui, nàng lo, Liễu Tàng Dương đều sẽ bồi bạn Tả Hữu, đây là hắn ưng thuận lời thề. Uy, ngươi muốn tu tiên sao? Ta giúp ngươi a. À? Nguyệt yêu quay đầu, lộ ra một cái miễn cưỡng thảm đạm nụ cười. Ta vô pháp tu luyện, đã bị đuổi ra Liên Vân Tông. Ngươi thiên tư độc nhất vô nhị, đưa ngươi đuổi ra là bọn họ lớn nhất đại thất bại, ta sẽ giúp ngươi. Chứng minh chính mình. Đây là Liễu Tàng Dương một cái nguyên anh đại thừa tu sĩ ưng thuận hứa hẹn quái thúc thúc ngươi vẫn là đem chính mình quản tốt đi ta đi về sau có thể đi xa trấn tìm ta chơi nguyệt yêu giơ tay lên cười hướng về phía liễu tàng dương phất phất nạn lời nói tràn ngập tính trẻ con nguyệt yêu đi đón hướng mặt trời mọc phương hướng liễu tàng dương nắm chặt sa tinh bước ra một bước sau lưng tàng dương sơn xuất hiện vết nứt phong ấn truyền ra cự lực thề phải đem liễu tàng dương lần nữa phong ấn trở về Nguyệt yêu nụ cười tràn ngập đáng chát, ba năm này nàng trải qua cũng không tốt. Bởi vì, nàng tu hành ngừng bước không tiến, để sở hữu xem trọng người nàng thất vọng. Liễu Tàn Dương chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, bồi tiếp nàng, một ngàn năm, một vạn năm, lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ vì thủ hộ trong lòng này phiến yên tĩnh cùng ấm áp. Trong phong ấn vô số lần họ hét gào thét, không người hỏi thăm, xông ra phong ấn ba năm, tầm xin giúp đỡ vạn lần không người để ý tới. Duy chỉ có nàng, cái này bảy tuổi nữ hài cho mình hy vọng, để cho mình hoàn toàn tắm rửa tại chưa bao giờ có mặt trời gây gắt dưới. Là nàng để liễu tàn dương cảm nhận được được trợ giúp ấm áp, đây là bước vào tu tiên lộ sau chưa bao giờ có cảm giác. Tiên phai mờ thất tình lục dục, tại ngươi lừa ta gạt cầu trên tiên lộ, đem nhân tính ném đến không còn một mảnh. Nàng xuất hiện để liễu tàn dương nhớ lại phai mờ thật lâu tình cảm. Nguyệt yêu, chờ lấy ta à, ta sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi đi trên con đường tu tiên, truy tìm chỉ thuộc về ngươi phong hoa tuyệt đại. Ngay hôm đó lên, thu ngươi làm độ, đầu này tu tiên lộ, ta cùng ngươi đi xuống. Liễu tàn dương trong tay sa tinh dần dần hòa tan. Nguyệt yêu nhìn lấy liễu tàn dương, khóe mắt trôi nước mắt. Mặc dù ngươi hữu tâm hống ta, nhưng ta liền bước đầu tiên đều không bước qua được. Đại hồ tử xuất lĩnh lấy đà đội rời đi, Nguyệt yêu an vị tại đà phong bên trên, trên mặt mang nước mắt. Ta làm sao không muốn tu tiên, nhưng là, ta công pháp căn bản là không có cách đột phá. Sư tổ nói, ta đến 80 tuổi có thể tu đến luyện khí một tầng cũng là kỳ tích. Nguyệt yêu nước mắt rủ xuống, ba năm này, nàng đã rất lợi hại nỗ lực, nhưng là mỗi lần công pháp tu luyện tới thời điểm then chốt đều sẽ toàn thân kịch liệt đau nhất. Cũng không biết phụ thân sẽ như thế nào mắng ta, hắn duy nhất hy vọng đã bị đá ra liên vân tông. Nguyệt yêu nhìn một chút còn đứng ở tàn dương sơn dưới, xuất thần nhìn lấy chính mình liễu tàn dương, thật là một cái đáng thương quái thúc thúc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chờ ta đây, nếu như ngươi không đợi ta, ta liền có thể đem sa tinh giao cho phụ thân, có lẽ dạng này hắn hội dễ chịu một số. Liễu tàn dương nắm chặt sa tinh trở về trong phong ấn, hắn muốn hoàn toàn đem thân thể cải tạo một chút, sau đó nhất cử đem hóa thân đưa ra phong ấn, hắn nguyên anh đại thừa kỳ tu vi cùng thủy hỏa bất xâm thân thể vẫn như cũ lưu tại trong phong ấn. Nguyên thần hóa thân đứng ở liễu tàn dương bên cạnh thân, sa tinh vi cốt, linh khí nhập thể, liễu tàn dương khống chế linh lực chuyển vận, cái này cổ hóa thân dần dần, dần vững chắc xuống, có được sa tinh hóa xương thân thể tài năng chống cự ở phong ấn nghiền ép, thoát ly phong ấn phạm vi. Đây cũng là liễu tàn dương vì sao làm mọi thứ có thể để cũng phải thu hoạch được sa tinh nguyên nhân. Sau đó là kinh mạch, liễu tàn dương duỗi ra ngón tay một đạo vết máu bay ra hóa thành từng đầu kinh mạch đắm chìm vào tại hóa trong thân thể liễu tàn dương đối cái này cổ hóa thân còn tương đối hài lòng tiếp xuống cũng là nguyên thần nhập thể đến lúc đó trong phong ấn thân thể đem chỉ còn lại có bản năng cùng nguyên anh đại thừa kỳ tu vi xuất khiếu liễu tàn dương vận dụng thân ngoại hóa thân chi pháp nguyên thần chui vào hóa trong thân thể lần này hắn càng rõ ràng hơn nhìn thấy như giống như mạng nhện dày đặc phong ấn. Nhưng là, những này phong ấn chỉ nhằm vào lấy có được nguyên anh đại thừa tu vi thân thể, đối liễu tàn dương sa tinh hóa thân không có quá đại trở lực. Liễu tàn dương bước ra một bước, ngôi sao xuất hiện ở trên không, hắn rốt cục giải thoát. Ba ngàn năm. Rồng đã bị phong ấn nơi này ba ngàn năm lâu. Cổ thân thể này thật đúng là nhỏ yếu a. À. Liễu Tàn Dương cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác suy yếu, đừng nói là nguyên anh kỳ lão yêu quái, cũng là trúc cơ kỳ, chính mình cổ thân thể này cũng vô pháp đối kháng. Vân Cư Tự Các ngươi phong ấn ta rồng đã ba ngàn năm, không có nhật nguyệt tinh thần, thời gian lưu truyền ba ngàn năm, hôm nay ta đi ra, ta hội để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ giờ trở đi, nằm gai nếm mật, tại thực lực không có khôi phục thời điểm, tận lực tránh cho cùng Vân Cư Tự xung đột chính diện không có có sức mạnh cảm giác thật khó chịu, nhưng là liễu tàn dương biết, chánh thức phá phong thời gian không xa, chỉ cần đem cái này cổ hóa thân tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, nội ứng ngoại hợp phía dưới, phong ấn tất phá. Nguyên Anh Kỳ đối người khác tới nói, tốt so với lên trời, nhưng là liễu tàn dương đã đi qua một lần, lần này, hắn muốn thế như trẻ tre vọt tới Nguyên Anh Kỳ. Liễu tàn dương nghĩ đến nguyệt yêu tiểu nữ hài kia, sắp thu đệ tử, nếu như nàng không phải tiên thiên linh thể, liễu tàn dương hội bảo đảm nàng qua một đời vinh hoa phú quý nàng có được hiếm thấy tiên thiên linh thể loại thể chất này liễu tàn dương chỉ gặp một lần mà người kia có được liễu tàn dương cũng phải ngưỡng mộ cảnh giới hóa thần cảnh nguyên anh đại thừa kỳ đằng sau còn có toái anh kỳ tràn ngập mạo hiểm một cái giai đoạn có thể hay không đạt tới hóa thần cảnh liễu tàn dương trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn mà có được tiên thiên linh thể nguyệt yêu so với chính mình có càng đại cơ hội tiến vào hóa thần cảnh, có lẽ vạn năm về sau, chính mình cũng sẽ ngưỡng mộ. Nguyệt yêu Liễu tàn dương hành tẩu trong sa mạc, hấp thu tràn ngập tại trong không khí linh khí, tu vi từng phần từng phần đề bạc. Đây cũng là hắn tự sáng tạo du long đại pháp, công pháp này là hắn tại phong ấn 3.000 năm tuế nguyệt bên trong nghiên cứu ra một loại công pháp. Lớn nhất đặc sắc địa phương ở chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, vô luận là hành tẩu, ngủ, du long đại pháp đều sẽ tự chủ vận hành, tăng cao tu vi, càng có được hút người khác linh lực bá đạo thuộc tính, thuộc tính này độc nhất vô nhị. Sa trấn, nguyệt yêu Đây cũng là liễu tàn dương cái này mục tiêu, thực lực mình quá mức nhỏ yếu, rất nhiều ý nghĩ đều không thể thực hiện, trước mắt có thể làm liền là tìm kiếm được nguyệt yêu, truyền thụ một bộ thích hợp với nàng tu luyện công pháp. Liễu tàn dương cổ thân thể này, sa tinh vi cốt, linh khí làm huyết nhục có được phạm nhân chỗ không có được lực lượng có thể nói vừa xuất thế liền đứng tại phạm nhân đỉnh phong chỉ cần linh lực góp nhặt với liền có thể nhất cử tiến vào tiên thiên cảnh đạt tới luyện khí một tầng đã từng nơi này là một vùng biển mênh mông nhưng là tại liễu tàn dương cùng vân cư tự đại chiến bên trong trở thành sa mạc giờ phút này hắn hành tẩu trong sa mạc bùi ngùi mãi thôi đã từng chỗ nào nghĩ đến chính mình lại hội chán nản đến tình trạng như thế ngọn núi kia bị các phạm nhân kêu là Tàn Dương Sơn, bất quá, bọn họ nhưng lại không biết vì cái gì gọi Tàn Dương Sơn, chỉ là đời đời kiếp kiếp dạng này kêu, bọn họ càng không biết dưới núi đã từng phong ấn tuyệt thế cường giả, hắn kêu là Liễu Tàn Dương. Vân cư tự, ngươi cho ta ba ngàn năm phong ấn, đợi ta cảnh giới khôi phục, ta để cho các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một tháng sau, Liễu Tàn Dương rốt cục đi đến sa mạc cuối cùng, xa xa có thể nhìn thấy một cái thành quách, sa trấn đến một chi đà đội từ liễu tàn dương bên người đi qua những cái kia nhìn thấy nhà các thương nhân rốt cục đem treo tâm buông xuống sa trấn phong gia tiểu thiếu gia tại liên vân tông tu luyện có thành tựu đã tiến vào luyện khí tầng hai cảnh giới chúng ta sa trấn cũng có luyện khí tầng hai cường giả nguyệt yêu tiểu thư đáng tiếc thiện lương như vậy một người lại bị đuổi ra liên vân tông hiện tại phong gia đã đến cửa ai nói không phải đâu hai nhà hài tử cùng nhau tiến vào liên vân tông rõ ràng cũng là kim đồng ngọc nữ người nào nghĩ đến nguyệt yêu tiểu thư vậy mà không có tu tiên mệnh a à? hiện tại phong thiếu gia đã là luyện khí tầng 2, có thể sống hơn mấy trăm tuổi coi như nguyệt yêu tiểu thư trường thọ cũng bất quá trăm năm mà thôi này làm sao có thể xứng đến một chỗ đúng vậy a à? nghe nói phong thiếu gia một lần bế quan cũng là ba năm về sau bế quan cũng là mấy chục năm ta nhìn nguyệt yêu tiểu thư vẫn là tìm người bình thường nhà xứng đáng gả tính toán tiên gia là trèo không lên đúng vậy a à, chúng ta xa trấn trước kia chỉ có nguyệt gia tộc trưởng cùng phong gia tộc trưởng hai cái luyện khí một tầng đại cao thủ hiện tại phong gia thêm ra một cái luyện khí tầng hai thiếu gia nguyệt gia thời gian sợ là không dễ chịu thương nhân đối thoại không sóc một chữ bị liễu tàn dương nghe vào trong tai liên vân tông một cái tiểu tiểu môn phái công pháp cũng là bất nhập lưu làm sao xứng với nguyệt yêu này tiên thiên linh thể một cái nho nhỏ luyện khí tầng hai tu sĩ mà thôi, hắn vậy mà từ bỏ một cái có thể trở thành nguyên anh tu sĩ nàng dâu. Liễu tàn Dương tiến vào sa trấn, tòa này sa mạc thị trấn nhỏ nơi biên giới dị thường náo nhiệt, các loại hàng hóa lưu thông, các loại bán hàng bề ngoài ống heo mặt đường. Thổ thành tường không cao, một đạo khe cũng là thành môn, ra dáng môn lâu đều không có, đà đội vội vàng lạc đà tiến vào sa trấn, đem hàng hóa buông xuống, ngay tại chỗ buôn bán. Liễu Tàng Dương tiến vào Sa Trấn, nơi này lưu truyền nhiều nhất nhàn thoại cũng là Sa Trấn Nguyệt Gia cùng Phong Gia, Nguyệt yêu càng luân vì mọi người đề tài nói chuyện, bị Liên Vân Tông đuổi ra khỏi cửa sự tình đã sớm truyền khắp phố lớn nhỏ nhỏ. Liên Vân Tông tại Sa Trấn cũng là thần để một y hệt, có thể bái nhập Liên Vân Tông, đó là quan tông diệu tổ đại sự kiện, lúc trước Nguyệt Gia thế nhưng là xếp đặt buổi tiệc trồng đã ba ngày, đêm gia tộc trưởng đi ra ngoài đều là vinh vang đắc ý, ai có thể nghĩ tới tháng nhà tiểu thư bị Liên Vân Tông đuổi ra khỏi cửa. Việc này bây giờ đã truyền đi đầy thành phong vân, Nguyệt gia tộc trưởng đã tốn rất nhiều ngày không có lộ diện. Liễu Tàng Dương đến Nguyệt gia trước cửa phủ, nơi đó vây đầy người, người phía sau đệm lên chân hướng trong phủ nhìn, giống như là có náo nhiệt lớn hấp dẫn lấy bọn họ. Xin vốt 9.10 Cầu góp ý, bình luận và nguyệt phiếu để đua tháng này ạ. À. Mình cảm ơn nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả